Biết ơi, Biết, Biết ơi, mày nấu cơm chưa? Tao chưa nấu. Sao lần nào gặp anh thấy Thúy nó cũng khinh khỉnh thế? Tính nó thế, gặp ai nó cũng lạnh tanh, chứ chẳng riêng với mình anh đâu. Thôi anh về đây. Còn sớm mà, ở đây chơi với em một lúc nữa. Anh về ký túc xá ngủ một lát. Tối hôm qua anh đưa em đi sinh nhật bạn anh. Mấy giờ anh đến? 7:30. Anh đợi ở ngoài đầu cổng, chứ anh không vào đâu. Thôi anh về đây. Thôi kệ nó anh ạ, cứ kiểu ấy làm gì chả trách chẳng có ai yêu. À, em mua cái gì làm quà sinh nhật nhé, chẳng nhẽ đến không? Vâng. Sao gặp anh Chiến mà không chào anh ấy một câu? Tao không thích. Mày yêu người ta, chăm sóc người ta, đấy là việc của mày. Nhưng đừng u mê quá để bị lợi dụng. Mày chưa yêu bao giờ nên tranh luận với mày khó lắm. Đã yêu rồi thì chẳng ai tính toán gì cả. Thế chẳng nhẽ cứ yêu nhau là anh ta có quyền đòi hỏi mày hết cái nọ đến cái kia à? Mày là con gái, tiền bạc có hạn, không phải là cái mỏ để anh ta đào. Mỗi người một kiểu yêu. Tao thấy không có gì đáng phàn nàn về người yêu của tao cả. Còn số tiền tao vay mày, tuần sau tao sẽ trả đủ. Mày vẫn không hiểu hay cố tình không chịu hiểu? Đã vậy thì tao nói thẳng, tao không muốn mày đưa người yêu vào phòng rồi đóng kín mít cửa như thế. Đây là phòng chung, tao cũng cần phải nghỉ ngơi. Ngày nào cũng như thế, ai mà chịu được? Mày đừng có nói quá. Tao với anh Chiến một tuần cũng chỉ gặp nhau có vài buổi, mà bọn tao đóng cửa phòng cũng chỉ để nói chuyện, chứ có làm gì đâu. Mày đừng có nghĩ linh tinh. Thôi, tao chẳng muốn cãi nhau với mày làm gì cho mệt. Tao chỉ yêu cầu mày, từ nay về sau, khi tao đi làm về, cho tao vào phòng nghỉ ngơi. Nếu mày muốn đưa người yêu về đây thì làm lịch trước, tao sẽ nhường phòng cho. Sao mày nói nhiều thế? Mày cứ yêu đi, rồi lại chẳng quá tao ấy. Chị Nguyệt nghe thấy chưa? Cấm đấy. Tao với anh Quyết hoàn toàn trong sáng, chả vì gì phải đóng cửa vào cho nóng. Cái Bích nó trẻ con nên mới thế. Mà sao cái Bích nó khổ vì yêu thế nhở? Suốt ngày chỉ lo bị thằng kia bỏ. Cái Bích nó không hiểu một điều là đàn ông chỉ yêu những người để họ phải theo đuổi, chứ không phải là lăn lóc theo họ. Rồi chúng mày xem, cái ngữ tầng ấy chỉ lợi dụng cái Bích. Khi nào không còn vòi vĩnh được nữa thì nó chuồn ngay.